quán bar Tuấn Hưng ở trên phố Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội là một căn nhà của gia đình Tuấn Hưng. Từ xưa đã được Tuấn Hưng cải tạo sửa chữa thành quán bar này. Hiện nay vào các dịp cuối tuần, Tuấn Hưng tổ chức ca hát ở trên quán bar này rất thú vị, tuyệt vời, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem biểu diễn miễn phí. Be